Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Nguyễn Hoàng Mỹ Kim, quê ở Bến Tre, hiện là sinh viên năm 3 Đại học Sài Gòn, chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Mỹ Kim được biết đến là sinh viên năng động, đồng thời là cộng tác viên tích cực của Garena Free Fire với vai trò trọng tài. Với niềm yêu thích sẵn có với các bộ môn thể thao điện tử, cô nàng cho biết cơ duyên với eSports được bắt nguồn kể từ khi tham gia tổ chức và vận hành giải đấu của câu lạc bộ thể thao điện tử của Đại học Sài Gòn. Mỹ Kim cho rằng, để hoàn thành tốt vai trò là một trọng tài thì điều đầu tiên là hiểu và biết chơi game Free Fire, xử lý các tình huống nhanh, vì tính chất công việc đứng khá nhiều nên sức khỏe tốt cũng là điều cần thiết. Khi mới bắt đầu, Mỹ Kim chưa chơi Free Fire nên cũng mất thời gian tập làm quen game. Trong quá trình làm việc, cô nàng cũng được các tiền bối chỉ dạy, truyền đạt kinh nghiệm nên cũng thích ứng khá nhanh. Công việc này vừa là đam mê, vừa là nơi để cô học hỏi rèn luyện và phát triển bản thân hơn. Ngoài ra, cũng giúp Mỹ Kim có được nguồn thu nhập nhất định. Được nhiều người biết đến sau sự kiện chung kết The Tester cô sinh viên năm ba cảm thấy may mắn vì được nhiều người yêu mến. Cuộc sống thường ngày của vẫn bình thường nhưng từ đây, cô được khá quan tâm và chú ý trên mạng xã hội. Đây cũng là nguyên nhân khiến hình ảnh của Mỹ Kim bị lợi dụng trên nhiều web đen, sử dụng để quảng cáo ác không tốt. Phát hiện vụ việc, nữ trọng tài trẻ cùng bạn bè của mình đã nhanh chóng báo cáo các trường hợp đó với nền tảng và được xử lý ổn thỏa với những thành công và ưu ái ban đầu mà khán giả dành cho mình mỹ kim lấy đây là bàn đạp để hoàn thành công việc tốt hơn ngoài ra cô nàng cũng muốn thử sức ở lĩnh vực mẫu ảnh